Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cây viết Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt là tác giả thân quen đối với kênh Sóng Truyện Ma rồi, và tất cả những câu chuyện của Cổ Nguyệt đều xoay quanh những vấn đề câu chuyện làng quê xảy ra ở những xóm nhỏ ở miền Tây Nam Bộ. Và nếu như quý khán thính giả nào chúng ta thích những mẫu chuyện dân gian làng quê của Cổ Nguyệt thì hãy tiếp thêm động lực cho bạn ấy để bạn ấy viết ra nhiều câu chuyện hay nữa phục vụ cho tất cả chúng ta nhé. Và đường liên kết để truy cập với Cổ Nguyệt thì Thi có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Oán Tình Nghiệt Ngã, tác giả Cổ Nguyệt. Bên cạnh con đê trải dài ở làng Bến Nữ, Kiều đang đứng lâm khơm gặt từng bó lúa. Dáng người cô dong dỏng cao, làn da đen sạm vì phải sớm hôm giải dầu mưa nắng ngoài ruộng đồng. Nhưng mà Kiều đẹp, nét đẹp dung dị đầm thắm ở trong cái độ tuổi xuân thì. Mái tóc đen dày buông xõa chấm ngang lưng càng làm cho Kiều thêm trở nên mặn mà cuốn hút. Đang mãi miết cắm mặt xuống dưới cái ao nước ruộng bùn đất đen xì, bỗng Kiều nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình văng vẳng. Chị Hai ơi, chị Hai! Kiều ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đó là thằng Cụi, em trai mình. Cô cười tươi nói, gì đó Út? Thằng Cụi năm nay mới chừng 14, nó cũng giỏi giang lắm, biết làm đủ thứ chuyện để phụ giúp gia đình nên cũng đỡ cho Kiều một phần nào. Nó nhìn Kiều, mặt mày hấn hở trả lời, má kêu chị về có chuyện gấp á. Kiều giở cái nón lá ra, nhướng mày nhìn nó hỏi lại, ừ chuyện gì mà gấp? Dạ anh Nghĩa qua nhà mình, còn có ông bá nữa. Kiều thoáng giật mình, bởi không biết là có chuyện gì mà họ lại qua nhà mình vào giữa trưa như vậy. Kiều nhìn Cụi rồi hỏi, mà qua làm chi, Út biết không? Thằng Cụi lắc đầu, nó méo cái miệng qua một bên, tỏ vẻ đăm chiêu rồi nói, em không biết nữa chị, mà thấy anh Nghĩa có đem theo cặp dịch với một mâm chầu, còn có chiếc cây nữa. Kiều nghe vậy cũng lờ mờ đoán ra. Cô bất giác mỉm cười, nghĩ thầm trong bụng, không lẽ anh qua đây hỏi cưới mình sao cả? Vậy là anh giữ đúng lời hứa rồi. Thằng Cụi thấy chị Hai mình khuôn mặt ngờ nghệch, nó liền hỏi, chị sao vậy? Kiều bừng tỉnh, lắc đầu không trả lời, rồi phẩy cái nón lá nhìn thằng Cụi mà giục, thôi về lẹ đi, để má trông. Vậy là hai chị em dắt díu nhau về. Đi trên con đường đê dài thẳng tắp, còn nghe thoang thoảng cái mùi hương thơm của những trái sim nhỏ đang sắc tím nặng cành. Từng bông lúa chín vàng ươm triểu mình dưới ánh nắng chan hòa, như tô điểm cho khung cảnh của làng quê thêm yên bình mộc mạc. Kiều vừa đi vừa mỉm cười, cô nghĩ tới chuyện Nghĩa đang đợi chờ ở nhà mà trong lòng cứ nôn nao. Bàn chân bấu chặt vào đất để bước đi nhanh hơn, tâm trạng đầy phấn khởi. Nghĩa thì năm nay cũng đã gần 30 tuổi, gia đình nổi tiếng là giàu nhất xứ. Cha của anh là ông bá, giống ngày xưa cũng gốc gác hội đồng. Chỉ là bây giờ người ta đã không còn gọi theo cái danh xưng đó, bởi văn hóa thì ngày càng phát triển. Họ không phân biệt địa vị giai cấp, nhưng chuyện giàu nghèo đâu đó vẫn luôn tồn tại một làn ranh giới vô hình mà người đời vẫn luôn mặc nhiên tâm niệm ở trong lòng, không thể nào rũ bỏ. Kiều quen với Nghĩa tính đến nay thì cũng đã tròn 3 năm chẳng. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, cũng không điều tiếng. Chỉ một mình họ biết và luôn giữ trong lòng trân trọng. Cho tới một ngày, Nghĩa đưa ra quyết định muốn rước Kiều về để làm vợ chính thức của mình. Kiều lại ngập ngừng tỏ ý.
Liệu có được không anh? Em sợ nhà anh không có đồng ý. Nghĩa ôm lấy Kiều, mỉm cười trấn an. Em đừng lo, anh đã nói chuyện của hai đứa mình cho ba má biết rồi. Họ cũng gật đầu ân thuận. Bởi vậy anh mới dám nói với em đó chứ. Kiều ngẩng mặt lên, cô tròn mắt hỏi. Thiệt hả anh? Vậy ba má đồng ý rồi hả? Nghĩa gật đầu khẳng định. Anh còn quàng tay ôm lấy cô vào lòng, như để chứng minh điều mình vừa nói. Kiều không dám tin, bởi lẽ hoàn cảnh nhà cô với nhà của Nghĩa cách nhau xa quá, xa như một trời một vực. Kể từ lúc cô nhận lời yêu anh tới giờ, thì ở trong lòng lúc nào cũng luôn lo sợ. Cô cứ có một cảm giác gì đó không được yên tâm về mối quan hệ này. Cho nên bây giờ nghe vậy, Kiều mừng lắm. Cô tựa đầu vào ngực anh thủ thỉ. Em vui quá à, cứ tưởng ba má không chấp nhận chứ, ai dè. Nghe mỉm cười. Ba má anh coi vậy á, chứ dễ tính lắm. Ông bà trước giờ cũng sống hòa đồng mà, không chấp nhận chuyện gia cảnh đâu, em yên tâm ha. Kiều khẽ gật đầu, trong lòng hồi trước sợ sệt, giờ vui như có ai tưới nước. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của Nghĩa. Bởi ở trong làng, theo cô được biết, thì cũng không thiếu có những người con gái còn vượt trội hơn mình. Ấy vậy mà anh lại chọn cô, trong khi Nghĩa là một chàng trai có đầy đủ mọi điều kiện. Thì đối với Kiều, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho cô thêm phần vững tin hơn vào tình yêu của cả hai. Nó giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Thằng cuội đang nhảy chân sáo, hát líu lo trên bờ đê. 14 tuổi mà y như con nít. Kiều phải nhắc nhở cho mấy lần vì sợ nó té. Cuội còn khoác tay mặc kệ lời chị. Nó cười hề hề trả lời. Em đẻ ra ở miệt quê, chị lo vậy? Kiều chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Đoạn ngó lên nhìn thì hai chị em đã tới cái sân ở phía sau nhà, hồi nào không biết nữa. Cô dục thằng cuội. Thôi, vô để chân lẹ đi, để chị còn tắm rửa nữa. Ở bên trong nhà, cha con ông Bá và Nghĩa cùng với ông bà Hai Thức đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn giữa gian thờ cũ kỹ. Ông Bá chậm rãi lên tiếng. Thiệt là ngại quá. Dịp quan trọng vậy mà bà nhà tôi không có đi được. Tại mấy nay bà bị cảm phong hàn, đành thất lễ. Bà Hai Thức vội cúi đầu, mỉm cười đáp lời. Dạ, có anh đây đại diện, cũng quý cho nhà tôi lắm rồi. Ông Bá lại lên tiếng. Tụi nhỏ quen nhau lâu vậy, mà thiệt tình tới giờ tụi mới biết. Ôi, thằng Nghĩa nó cũng tệ, để con gái người ta chờ đợi mấy năm trời à. Thôi thì nay tôi xin phép anh chị cho nhà tôi đặt mâm chầu, để mà chính thức hỏi con gái anh chị cho con trai nhà tôi. Không biết ý anh chị ra làm sao. Bà Hai trong bụng cũng ưng lắm, nhưng mà chuyện quan trọng như vậy thì bà không dám lên tiếng, nên nhường lại cho chồng. Ông Hai Thức tóm tém cười, thái độ có phần hơi cung kính vì hiểu thân phận của mình. Ông nói. Dạ, con Kiều được phước vận vậy thì thân làm cha mẹ như chúng tôi đó, còn trông mong gì hơn nữa. Nó đã ưng thì chúng tôi gả, chỉ hy vọng là nhà anh chị thương tình bảo bàn dạy dỗ thêm cho cháu nó. Ông Bá sảng khoái cười, tay bưng tách trà nhấp một ngụm, rồi mời ông bà Hai gọi Kiều ra để cho ông còn được nhìn mặt con dâu. Bà Hai khẽ gật đầu, đứng lên bước đi vào trong. Một lúc sau thì bà cùng Kiều mới đi ra ngoài. Nghĩa ngẩng mặt lên, trông thấy người yêu thì cũng rạng rỡ nụ cười ở trên môi. Bà Hai lên tiếng. Kiều à, chào bác Tư đi con. Kiều khép nép, cô lễ phép cúi chào ông Bá, kèm theo với một giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Dạ con chào bác. Ông Bá vừa hớp xong ngụm trà, nhìn lên thấy Kiều thì đột nhiên suýt sặc.
Hai con mắt ông cứ đau đáu dán chặt vào trong gương mặt xinh đẹp của Kiều. Bởi đây là lần đầu tiên ông mới được nhìn thấy cô. Khóe môi liền khẽ giật giật lên mấy cái. Ông cất giọng. Chào con. Kiều khẽ khàng bước tới. Cô rót ra thêm một ly trà nữa, rồi đem để ở trước mặt ông bá. Cô mỉm cười. Dạ, trà này là con ướp bằng bông lài. Con phơi sương qua đêm, xong rồi con mới đem phơi nắng. Bác uống thường rất tốt cho sức khỏe đó bác. Đoạn, Kiều lấy rót đều thêm ba ly khác, đưa cho lần lượt ba người. Nghĩa nhìn cô với đôi mắt sáng như sao. Thầm tự hào vì Kiều đúng là một người con gái dịu hiền đoan trang, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Anh chắc chắn ở trong lòng, kỳ này ông bá sẽ rất vui vì có được một người con dâu lễ phép hiền ngoan giống như Kiều. Nhưng Nghĩa lại thấy ông cứ trơ ra, không nói gì, nên tặng hắn. Kìa ba định ngại đi chứ. Ông bá hoàng hồn, ngồi thẳng lưng lên rồi ậm ừ. Cái này phải đợi về nhà bàn lại với má mày, chứ chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, đâu có thể qua loa được con. Nghĩa gật mặt, vì rõ ràng từ đầu đã nói qua đây, nói chuyện cho xong xuôi sẽ chốt luôn ngày lành. Vậy rồi bây giờ nói là phải bàn lại. Anh khó hiểu, nhưng không dám hỏi, chỉ nói tránh đi. Nhưng mà hôm qua con nghe má nói là có thầy rồi mà. Ông bá gằn giọng. Tao nói thì đừng có cãi, giờ đi về. Nói xong, ông không để cho Nghĩa có cơ hội nói thêm điều gì, liền vội vàng đứng dậy, lịch sự cúi chào ông bà hai thức, rồi đội nón cối bước nhanh ra cửa. Nghĩa chân hững, chỉ kịp quay lại nhìn Kiều trấn an vài câu, xong mới vội vàng đuổi theo ông bá. Bà hai đứng dậy ngó theo bóng dáng của hai cha con, đoạn chép miệng hỏi chồng. Ủa, vậy làm sao ông? Ông hai thức trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới trả lời. Tôi cũng đâu có biết đâu. Ông mà thôi cứ kệ đi, chắc là nhà họ chưa có chọn được ngài tốt đâu mà. Hai ông bà lại ngồi xuống tiếp tục uống trà nói chuyện, chỉ có Kiều là đứng bên cửa nhìn ra. Bầu trời hôm nay trong xanh gió mát, từng tia nắng vàng ươm chiếu xuống những bãi cỏ xanh. Trong khung cảnh của làng quê thật đẹp, mà còn vốn rất đổi yên bình. Nhưng trong lòng của Kiều lại tự nhiên dâng lên một cái cảm giác gì đó bất an, mà chính cô cũng không biết. Chỉ thấy tim mình đập nhanh khi nhìn theo bóng dáng của Nghĩa đang khuất dần trên con đê nhỏ. Về tới nhà, ông bá ngồi phịch xuống ghế, không nói không rằng mà bình thản châm trà ra uống. Nghĩa đi theo ông, mặt anh đỏ bừng, không biết là vì giận hay vì nắng. Anh vội vàng ngồi xuống hỏi. Ba, sao ba lại cố tình trì hoãn chuyện hôn nhân của con? Rõ ràng má mời thầy về coi ngài xong rồi mà. Ông bá không vội trả lời, vẫn khoan thai ngồi uống trà. Nghĩa nhìn thấy thái độ của ông như vậy cũng đâm ra khó chịu. Anh hỏi tiếp. Ba, có chuyện gì ba nói đi chứ. Lúc này ông bá mới nói. Tao thấy con nhỏ đó không có được, cần phải coi lại. Ba nói vậy làm sao? Kiều không được chỗ nào chứ? Nó có một nốt ruồi dưới đuôi mắt, đó là nốt ruồi phá da. Cưới nó về để nhà này lụng bại hay sao? Cũng do mày đó, mày thương nó lâu như vậy mà không cho tao với má mày hay, để bây giờ khó xử nè. Nghĩa thở dài, gương mặt hằn lên vẻ bất mãn tới tận cùng. Anh nói. Ba à, chuyện đó quan trọng gì đâu mà ba phải làm vậy? Để hai bác ở bên nhà nghĩ mình không có tôn trọng họ. Với lại giờ ba còn đi tin vô mấy cái chuyện mê tín đó. Nghĩa còn chưa dứt lời thì ông bá đã nạt ngang, hai mắt mở lớn nhìn anh mà nói. Mày nói hay quá hả? Mày không tin vậy chứ ông bà ta này cưới xin đi coi thầy coi ngài làm gì? Mày cãi tao á thì tao cho mày tự làm gì làm.
Tao từ mày đó. Ông Bá dùng dằn đứng lên, đi thẳng tuốt vô trong buồng, để mặt Nghĩa còn ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ cùng với nỗi hằn học, nhưng không dám tỏ thái độ ra. Đêm đó ông Bá nằm trong buồng trằn trọc, không sao ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh của Kiều cứ hiện ra. Có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời ông được nhìn thấy một người con gái nào lại có nhan sắc đẹp mặn mà tới như vậy. Ông Bá biết cảm giác này là gì, cũng biết điều đó là sai quấy, nhưng ông không thể nào kiềm chế được. Lý trí không đủ mạnh mẽ khiến cho ông quên đi Kiều. Bà Bá thấy chồng cứ nằm thao thức, gác tay lên trán hoài không chịu ngủ. Bà hỏi: Ông sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Ông Bá tâm trí đang tơ tưởng tới người con gái xinh đẹp, nghe tiếng vợ nên tự nhiên khó chịu. Ông cộc cằn trả lời: Có cái gì đâu, bà lo ngủ đi. Bà Bá xì mặt nhưng cũng kệ chồng, rồi quay ra ngủ tiếp. Còn ông Bá cứ vậy mà nằm thổn thức hoài cho tới tận sáng. Khi trời gần sáng thì ông mới ngủ thiếp đi với một nụ cười mập mờ ở trên môi. Buổi chiều ngày hôm sau, Nghĩa có qua nhà tìm Kiều nói chuyện. Anh bảo rằng là do bà Bá coi sai ngày, chứ chẳng có chuyện gì hệ trọng, trấn an Kiều đừng bận tâm. Nghĩa còn nắm lấy bàn tay của người yêu áp vào mặt mình rồi thủ thỉ: Em chờ anh nghe, từ từ để ba má đi coi thầy á, tìm ngày tốt cho tụi mình, đừng có buồn đó, biết chưa? Ừ, em biết rồi, em không có buồn đâu, anh đừng lo. Em chỉ sợ ba anh không có ưng mắt em thôi, chứ còn chờ thì bao lâu em cũng chờ được mà. Nghĩa lúc này cũng cảm thấy rối bời, nhìn thấy nốt ruồi trên gương mặt của Kiều, lại nhớ tới lời cha mình. Nói thật là anh cũng không biết rằng chuyện của hai người rốt cuộc có được xuôi chèo mát mái hay không. Trong lòng vẫn lo, nhưng cái việc trước mắt cần làm là phải an ủi Kiều, để cô không buồn rồi suy nghĩ linh tinh lại đâm ra phiền não. Không sao đâu, anh nói là ba má anh dễ tính rồi, em đừng có nghĩ nhiều nghe. Không thôi là nếp nhăn, mai mốt làm cô dâu á xấu xí lắm đó. Kiều nghe vậy thì bật cười, cô đấm nhẹ vào ngực anh, rồi cả hai người lại ngồi tựa vai nhau ngắm hoàng hôn chiều buông phủ. Buổi tối ông Hai thức nằm trên võng lắc lư ngoài hàng ba một hồi, hút hết điếu thuốc gò xong rồi mới đi vô nhà sau để chuẩn bị mấy cần câu cá. Bà Hai cất giọng: Ủa, nay ông đi câu trễ vậy? Tại cái lưng tự nhiên á, nay nó trở trời nó lại đau, nó tôi nằm nghỉ một chút mới đi. Thôi ở nhà đi, lâu lâu nghỉ một bữa cho đỡ mệt. Trời, nghỉ rồi lấy tiền đâu mua gạo ăn, còn tiền cho thằng cụi đi học nữa, đủ thứ phải lo hết trơn. Bà Hai khẽ thở dài, vốn biết nhà có ít ruộng, quanh năm làm lụng kiếm cái ăn mà còn không đủ, cho nên mỗi đêm ông Hai phải đi câu cá ở ngoài bờ ngoài bụi, chịu cảnh muỗi cắn để còn kiếm thêm để phụ giúp Kiều lo cho cả gia đình. Và mặc dù sức khỏe của ông thì mỗi ngày càng thêm đi xuống. Bầu trời đêm nay treo mảnh trăng non, từng cơn gió lớn thổi vụ qua cánh đồng lúa mênh mông trải dài, rồi lùa cả vào trong người ông lạnh buốt. Ông Hai chỉ mặc độc một cái áo cũ rách sờn dai mỏng manh, nên cứ ngồi run lên bần bật chờ cho cá cắn câu, nên lâu lâu lại lôi ra một điếu thuốc gò hút cho đỡ lạnh. Vừa kéo được vài hơi thì đột nhiên ông nghe thấy văng vẳng ở đâu đây, hình như có tiếng khóc. Tiếng khóc thúc thích của một người con gái nào đó, âm điệu lúc gần lúc xa. Ông Hai thức bực đứng lên ngó giáo giác, rồi khi đã định hình được tiếng khóc phát ra từ ở trong bụi tre phía bên kia bờ ao thì ông mò mẫm bước qua. Ông nhìn thấy có một người con gái rất còn trẻ, chắc cũng trạc tuổi Kiều, đang ngồi bó gối khóc nức nở. Ông lên tiếng hỏi: Ồ nè con gái à, sao đang đêm tối trời ra đây ngồi khóc vậy con? Con bị sao hả?
Cô gái chậm rãi ngước mặt lên. Dưới ánh trăng non mờ nhạt, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô ta mếu máo. Dạ, con bị kẻ xấu làm nhục, con không dám về nhà, con muốn chết quá bác ơi. Ông hai nghe vậy thì giật mình, lúc này mới định thần nhìn lại. Thì đúng thật là trong tình trạng của cô gái rất thê thảm. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, chân không đi dép. Ông liền ngồi thụp xuống, cất giọng lo lắng. Trời đất, vậy thì con càng nên về nhà nói với ba mẹ, để liệu con tìm ra mấy người xấu kia mà xử tội chứ. Ừ dạ, con ở đâu? Ừ, thôi để bác đưa con về nè. Nhưng cô gái cứ lắc đầu, mặt mày lấm lem nước mắt. Ông hai vừa định nói thêm gì đó thì bất chợt ở phía bên kia bờ ao có một nhóm người tay cầm đuốc sáng rực đi tới. Vừa đi vừa kêu tên ai đó vang dậy. Ông hai thất đoán, có thể họ đang tìm cô gái này nên định lên tiếng. Nhưng còn chưa kịp thì cô ta lại đột nhiên nhảy vào trong lòng ông, ôm ghì lấy cổ, miệng la hét. Đừng, xin hãy tha cho tôi, buông ra. Ông hai không kịp phản ứng thì nhóm người kia nghe thấy tiếng hét đã vội vàng chạy qua. Họ nhìn thấy cảnh tượng đó liền đưa tay chỉ vào mặt ông hai. Này ông già, sao ông dám giở trò đòi bẩy với con gái nhà lành vậy? Mau buông ra coi. Ông hai ngơ ngác, chỉ biết ấp úng. Tôi có làm gì đâu, mọi người đừng có hiểu lầm. Cô gái kia lúc này mới buông cổ ông ra, chạy ào lại nhóm người rồi khóc lóc. Cô ta cũng chỉ tay vào mặt ông hai rồi nói. Là ông hại tôi á, tôi đang ở ngoài ruộng mò cua thì ông á, ông tới ông lôi tôi rồi ông giở trò đòi bãi á. Ông hai mặt mày méo xệt, biết bị du oan, liền phân trần. Nè con gái à, bác đâu có hại con đâu. Hồi nãy con nói là con bị làm nhục, không có dám về nhà mà. Thì ông làm nhục tôi chứ còn ai nữa, đồ biến thái. Một người thanh niên trong nhóm lúc này liền lao tới, túm lấy cổ áo ông hai, xách ngược lên. Hắn ta gằn giọng. Đem ông ta về trước đi rồi tính sao, cái tội này không thể tha được. Vậy là ông bị hắn dùng dây trói gô lại rồi lôi đi. Mặc cho ông luôn miệng kêu lên, nói rằng mình bị oan đến khàn cả cổ họng. Và chắc có lẽ vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, thêm phần hoảng sợ, cho nên ông hai thức mới không còn tỉnh táo suy nghĩ là cớ làm sao mà nhóm người kia lại tới vừa đúng lúc như vậy. Còn cô gái kia là con cái nhà ai, có liên quan gì tới họ sao họ phải đi tìm, dây trói ở đâu mà có sẵn. Tất cả đều có kẻ hở cho một sự sắp đặt, nhưng ông vẫn không hề nhận ra để minh oan cho chính bản thân mình. Ông hai bị dẫn giải về trụ sở ấp, bắt ngồi một góc để lấy lời khai. Chỉ có một người cán bộ trông coi, nhưng ở phía bên ngoài thì lại có rất đông bà con đang đứng tò mò vây quanh, tay cầm theo những ngọn đuốc sáng bừng. Nhưng lạ một điều là nhóm người hồi nãy bắt ông cùng cô gái bị hại thì lại không thấy đâu cả. Người cán bộ tra hỏi rất lâu, nhưng ông hai thức chỉ lắc đầu nói duy nhất một câu rằng: tôi không biết. Cho tới khi anh ta không còn đủ kiên nhẫn, liền đem ông nhốt vào trong một căn buồng kín của trụ sở để sáng mai chờ người có thẩm quyền tới giải quyết. Người cán bộ cũng bước đi ra ngoài nói với bà con: thôi ai về nhà nấy đi, ở đây á không phải cái chợ mà có bù lại nhiều chuyện để chúng tôi còn làm việc nữa chứ. Bà hai lúc này ngồi ở nhà đợi chồng, đợi hoài không thấy thì cũng đâm ra lo lắng. Vừa bước ra ngoài cổng ngó nghiêng thì vừa hay gặp một người hàng xóm đi qua. Bà ta liền chạy tới nhìn bà hai rồi nói một hơi: nè chị hai, sao chị còn ở nhà không lên trụ sở sao? Ủa có chuyện gì hả cô Chính, tự nhiên lên trụ sở làm gì? Bà Chính hàng xóm sau đó mới kể lại sự tình. Bà còn nói là nhìn thấy ông hai thảm thương lắm, bị đánh te tua nhiều cái mền rách. Bà hai thức nghe xong đột nhiên ngã quỵ,
miệng cứ há ra thở hổn hển, không nói lực lời nào. Bà Chính lúc này mới nhớ ra là bà Hai vốn bị bệnh hen suyễn, còn thêm bệnh tim lâu năm, nên không chịu nổi sự kích động, liền lao tới đỡ lấy bà. Mấy đứa ơi, Kiều ơi, ra coi má mày sao nè, trời ơi lẹ lẹ con ơi. Kiều từ ở trong nhà hớt hải chạy ra, theo sau là thằng Cụi. Cả hai nhìn má mình đang nằm dưới đất, ngực phập phồng hơi thở, liền cuống cuồng ngồi xuống đỡ bà. Kiều hét lên, trời ơi má, má, má sao vậy nè, má ơi. Bà Chính giục thằng Cụi đỡ má nó vô nhà, coi sức dầu cạo gió. Nhưng thật ra cái bệnh của bà Hai đâu có đơn giản như vậy. Kiều biết nên ngó qua nói với bà Chính. Cô Chính à, cô làm ơn cho con mượn cái xe ba gác, con chở má con lên trạm xá chứ được không cô Chính? Bà Chính gật đầu lia lịa. Được được, bay chờ tao để tao về tao kêu ổng. Kiều lúc này mới kêu thằng Cụi đi vô nhà coi chuẩn bị đồ, lấy theo hết số tiền mà cô dành dụm bấy lâu. Rồi khi nó vừa chạy ra thì ông Chính cũng vừa trờ tới. Ông Dục, đổ bỏ lên đây lẹ đi bay. Kiều răm rắp làm theo. Hai chị em nhanh chóng đỡ má lên xe. Xong Kiều quay lại nói, em ở nhà coi nhà, chờ ba về rồi cho ba hay, chị đưa má đi nghe không? Thằng Cụi gật đầu, mặt mày méo xệch nhưng cố gắng không để nước mắt rơi. Chiếc ba gác ngay lập tức lao đi, từ từ khuất dần trong đêm, còn mang theo cả từng cơn gió lạnh đến thấu xương, như chỉ dành cho những mảnh đời cơ cực. Bà Hai được các bác sĩ tận tình sơ cứu, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình sức khỏe không mấy khả quan. Ông Chính đưa đi xong thì cũng về. Kiều ngồi đợi hoài mà cũng không thấy ông Hai lên, tâm trạng cũng đâm ra rối bời. Sáng sớm, thằng Cụi đã có mặt ở trên trạm xá. Dáng vẻ nó u sầu, làm cho Kiều cũng sốt ruột. Cô hỏi, sao em không đi học mà đi lên đây? Còn ba đâu? Thằng Cụi mới tờ mờ sáng đã đi bộ lên đây với cái bụng đói mèo. Hai mắt nó thâm quầng. Cụi buồn bã trả lời, em lo cho má nên xin nghỉ học một ngày. Còn ba bị bắt rồi. Em nói cái gì? Ba bị bắt? Mà sao ba lại bị bắt? Thằng Cụi chậm rãi kể lại hết mọi sự tình, bởi nó nghe được từ miệng của bà Chính. Kiều ngồi phịch xuống hàng ghế ở bên ngoài trạm xá. Khuôn mặt cô tái xanh, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài. Sau đó cố nén đau lòng, Kiều bảo thằng Cụi ở lại trong chừng bà Hai. Cô đi bộ về nhà để coi ngóng tình hình của cha, bởi trong lòng vẫn không tin là ông Hai lại làm ra cái chuyện động trời như vậy. Nhưng trên trụ sở, họ không cho Kiều gặp mặt, dù cho cô có nài nỉ van xin tới cỡ nào. Kiều ủ rũ ngồi một góc, đang không biết phải làm gì thì ông Bá xuất hiện. Ông đi cùng với mấy người cán bộ ở trên xã. Kiều dục đứng dậy cúi chào ông. Cô ngập ngừng nói, dạ con chào bác trai. Ông Bá vốn cũng là một trong những thành phần chức sắc có tầm ảnh hưởng, mặc dù chỉ gói gọn ở trong xã lỵ, nhưng cũng có đủ tiếng nói để ban phát quyền hành. Kiều biết điều đó nên muốn xin ông châm chế cho mình gặp cha. Nhưng ông Bá tỏ ra bộ mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu nói với Kiều, thực sự là khó đó, bởi vì chuyện này cũng hơi phức tạp. Người ta bắt gặp tại trận dây mà, e là ba cô khó mà được ra ngoài. Cô có muốn gặp cũng khó nữa đó. Kiều bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má thiếu nữ, càng làm cho ông Bá thêm phần si mê, nhưng cố gắng tỏ ra đường hoàng. Ông nhẹ lời an ủi, thôi cô đừng có lo lắng quá,
Để tôi coi sự việc làm sao đó, rồi tôi giúp được cái gì tôi giúp. Giờ cô đi về nhà đi. Kiều vì đang lo lắng nên không để tâm tới cách xưng hô kỳ lạ của ông bá. Cô khẽ gật đầu, mắt rơm rớm trả lời. Dạ con cảm ơn bác. Nhưng mà bác ơi, ba của con bị quan á, chắc chắn là bị quan, chứ ba con không có làm chuyện thiếu đạo đức đó đâu. Xin bác soi xét giùm con. Được rồi, cô cứ về nhà trước đi, cứ để tôi lo liệu cho. Kiều chậm rãi bước ra khỏi trụ sở, khuôn mặt buồn rười rượi, cố ngoái lại nhìn vào bên trong thêm một lần nữa, sau đó mới về nhà. Cô có đinh ninh rằng có lời hứa của ông bá thì cha cô sẽ sớm thoát được cảnh tù tội, vì cô vẫn tin vào sự giúp đỡ của gia đình bên Nghĩa. Bởi dù sao thì họ cũng đã sắp sửa thành vợ thành chồng. Kiều quay trở về, nhưng không vội vào trạm xá mà lại đi tìm Nghĩa. Cô đứng thập thò ở bên ngoài, hỏi thăm thì được người làm cho hay Nghĩa đã đi công việc ở trên tỉnh từ sáng sớm rồi. Kiều nói: Anh đi làm gì hả bác? Khi nào ảnh về ạ? Bà giúp việc đứng ở bên trong cổng rào, mắt khó chịu nhìn Kiều đăm đăm. Chắc có lẽ là vì cô nghèo. Bà ta cộc lốc trả lời: Không biết, ổng biểu đi thì cậu đi thôi, chứ tôi quyền hạnh gì mà hỏi. Còn khi nào về thì chỉ có cậu biết, chứ tôi sao biết được. Mà cậu là ai? Tìm cậu tôi có chuyện gì không? Kiều thoáng chột dạ. Cô khẽ lắc đầu cười gượng, sau đó cúi chào lễ phép rồi quay lưng bước đi. Tâm trạng Kiều rối bời vì đang phải gặp tình cảnh cần có Nghĩa bên mình chia sẻ. Nhưng nghĩ thôi thì dù sao anh cũng là đi công việc, biết làm sao bây giờ. Kiều rảo bước đi bộ lên trạm xá. Nhưng khi vừa tới cổng thì thằng Cụi đã chạy ra níu lấy cánh tay cô. Nó méo máu nói tiếng được tiếng mất: Chị hai ơi, chị hai, ma chết rồi, ma chết rồi chị ơi. Nghe câu nói ma chết rồi của thằng Cụi khiến cho Kiều ngỡ ngàng. Cô lắp bắp hỏi lại: Em nói sao? Ma chết. Thằng Cụi nước mắt lưng tròng, nó gật đầu lia lịa trả lời ngắt quãng: Ma chết hồi sáng, hồi chị mới đi được một chút á. Ma tỉnh dậy xong nhìn em, gọi thở hơi lên. Sau đó ma... Kiều không nói gì, lao vội vào bên trong trạm xá thì thấy bà hai đang nằm đắp chiếu. Cô khóc không thành tiếng, ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy thân thể má mình. Kiều hét lên bằng một nỗi đau thấu tận trời xanh. Đám tang của bà hai diễn ra sơ sài. Kiều dùng hết số tiền mình đã chắc chiêu bao năm chôn cất mẹ, và cũng tạm thời không thể nào lo việc của cha. Cô đau đớn khóc ròng hết mấy đêm liền, không ăn không ngủ. Cho tới khi dần bình ổn lại, Kiều đi tìm Nghĩa. Cô cần có anh trong lúc này. Nhưng người đàn bà giúp việc lại đi ra nhìn Kiều rồi thông báo: Cậu chưa có về được đâu. Nghe nói trên tỉnh cậu bị cướp chấn lột, bị thương phải nằm tĩnh dưỡng á. Kiều lại thêm một mối lo. Cô nhìn bà ta rồi hỏi dồn: Bị thương sao? Có nặng không bác? Bà giúp việc nhăn nhó, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện Kiều. Tôi không có biết, không có việc gì nữa à, cô về đi, tôi còn phải làm công chuyện nữa. Nói xong, bà ta quay phắt bỏ đi vô trong nhà, để mặc cho Kiều vẫn còn đứng đó gọi với theo. Ông bá đang đứng khuất mình sau bụi cây kiển, lúc này mới trầm giọng lên tiếng hỏi thằng đầy tớ kế bên: Tình hình nó làm sao rồi? Thằng đầy tớ khẽ cúi đầu: Dạ nghe lệnh ông, cho nên tụi con đánh nhẹ tay. Thành thử chân của cậu chỉ bị sưng thôi à, nhưng mà tạm thời là không có đi lại được.
chứ ngoài ra là không có ảnh hưởng gì hết đó thưa ông. Ông bá gật đầu hài lòng, đoạn đưa mắt dõi theo nhìn Kiều, rồi nở ra một nụ cười gian trá. Mấy ngày sau đó, Kiều cứ sáng ra là đi tới trụ sở để thăm dò tình hình, mà mãi vẫn không gặp được cha. Cô cũng có hỏi thăm về ông bá, nhưng mà mấy người cán bộ lại lắc đầu từ chối trả lời. Cho đến khi Kiều nghe thấy thông tin là ông hai sẽ bị thi hành án chính thức giam giữ ở trong tù 8 năm về tội cưỡng hiếp, Kiều muốn ngã quỵ tại chỗ. Nhưng cô biết mình sức yếu thế cô, không thể nào kêu oán cho cha, nên mới vội vã chạy đi tìm ông bá. Lại gặp bà giúp việc, bà ta nói ông bá không có ở nhà. Kiều đành thất thiểu đi về trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng. Cô vừa đi vừa khóc, hai dòng nước mắt mặn chát bỗng lăn dài trên đôi gò má của người con gái phận nghèo, mang bên mình một số kiếp lắm đau thương, nhưng cũng chỉ đành cam chịu với cuộc đời không may mắn. Nhưng vào buổi tối hôm đó, ông bá lại đột ngột xuất hiện ở nhà Kiều. Ông ngồi ở trên bàn nói chuyện với cô rất lâu. Chỉ thấy Kiều liên tục thay đổi biểu cảm, từ hoảng hốt chuyển sang sợ hãi, từ sợ hãi chuyển thành đau thương, rồi lại dần dần dịu đi, sau đó ngồi im không phản ứng. Cô chỉ gật đầu, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm ở bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đêm đó ông bá về nhà, gọi bà bá dậy để thông báo một chuyện. Nhưng khi vừa nghe xong thì bà đã lồng lộn lên, rồi hét vào mặt ông. Ông bị điên hả? Thời nào rồi mà ông còn muốn cưới vợ bé? Bộ ông tưởng mình là ông hội đồng hả? Ông bá chưa nghe hết tròn câu đã nổi nóng, tát ngay vào mặt vợ một cái như trời giáng. Giọng ông rít lên qua kẽ răng. Tôi là ai hả? Tôi là chủ cái nhà này. Tôi có quyền quyết định. Bà chỉ việc nghe theo và câm cái miệng lại có biết chưa? Còn dám lên tiếng cãi lời tôi đó, tôi tống cổ bà ra ngoài đường đó. Bà bá bị đánh một cú quá tay, cũng đâm ra sợ hãi, liền ôm lấy mặt nhìn chồng. Bởi vì sống với nhau lâu nên bà thừa biết tánh ý của ông bá. Hễ ông ta muốn cái gì thì bất kỳ ai cũng không thể nào cản được hay dám lên tiếng nói. Bà đành hạ mình, vừa nhẹ giọng mà tay vẫn còn ôm ghì lấy mặt. Tôi không có cố ý, nhưng mà cũng không thể làm gì được. Bây giờ là thời dân quốc rồi, đâu phải thời bao cấp đâu mà ông tính cưới vợ lẽ. Bộ ông không sợ bà con hàng xóm người ta chê cười, nói gà nói dạo hay sao? Ông bá ngồi phịch xuống, khẽ nhếch mép nói. Đứa nào dám nói, tôi giả cho cái miệng nó cho nó hết nói à. Bà chỉ cần chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tôi, 3 ngày sau tôi rước dâu. Không có mời ai hết, cho nên chẳng phải lo. Bà bá lúc này chỉ còn nước im lặng làm theo lời chồng, chứ không dám cãi. Bà cũng không hỏi người con gái đó là ai, cũng không bận tâm tới việc Nghĩa đang vắng nhà mà ông bá lại đi cưới vợ nhì như vậy. Chắc có lẽ là do cái lề lối gia phong vốn từ xưa đã ăn sâu vào trong mạch máu. Dù rằng thời đại đang đổi mới, dù xã hội đang dần phát triển, nhưng chỗ đứng thấp kém của người đàn bà trong gia đình là một thứ chưa thể đổi thay. 3 ngày sau, ông bá đường hoàng đi rước Kiều về làm vợ. Ông ta mặc kệ luân thường đạo lý, mặc kệ tiếng đời dị nghị dèm pha, vẫn ngang nhiên mà đi cướp vợ của con trai mình. Thật là trò đời nghiệt ngã, một hành động không thể chấp nhận. Nhưng đối với riêng ông, miễn sao có được Kiều thì đó chính là mục đích cuối cùng.
Thằng Cụi nhìn thấy chị hai mặc áo dài, đầu đội mấn, còn có thêm ông bá đang qua nhà làm lễ rước dâu, thì nó bỗng hét lên, thái độ tức giận vô cùng. Kiều ôm nó vào lòng, dỗ dành mà nói: chỉ có cách này mới cứu được cha. 8 năm tù khổ ải, em có biết nó kinh khủng cỡ nào không? Thằng Cụi lúc này mới hiểu. Nó biết Kiều hy sinh để đổi lấy sự tự do cho cha. Không còn cách nào khác, Cụi đành phải quỳ thụp xuống. Nó lạy Kiều như tế sống, rồi sau đó bất ngờ giục chạy đi, như không muốn chứng kiến cảnh đau lòng này. Kiều cũng mặc kệ nó, vì cô biết nó đang đau buồn và tuyệt vọng. Vậy rồi sau khi cúi lạy trước bàn thờ vong linh của bà hai, Kiều vội vã lên xe theo ông bá về nhà. Cô không dám ngoảnh lại nhìn cái nơi đã từng cùng gia đình mình có cuộc sống ấm êm, tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Kiều cũng xé bỏ bức ảnh của Nghĩa mà bấy lâu nay cô vẫn luôn mang theo ở bên mình. Cô tự dặn lòng, kể từ bây giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm. Hoàn cảnh nhà ông bá lúc này tuy có hơi nhộn nhịp, nhưng cũng chỉ toàn thân bằng quyến thuộc. Mặc dù nói cứng là không sợ điều tiếng, nhưng dẫu sao thì ông cũng là một chức sắc, đi cưới vợ nhì đáng tuổi con mình thì cũng đâm ra hơi ngại, cho nên ông không mời ai tới dự. Đang làm lễ từ đường dưới sự chứng kiến của bà bá bằng một ánh mắt sắc bén như dao, thì Kiều bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài cổng có tiếng la hét. Ngõ ra thì thấy thằng Cụi, nó đang cố gắng xông vào nhưng bị mấy người đầy tớ kéo lê dưới đất, còn đánh đấm xô đẩy làm cho nó ngã sỏng xoài. Kiều quán hồn liền vội vã chạy ra. Cô níu lấy tay thằng Cụi giữ lại để cho nó không bị đòn. Kiều hỏi: em tới đây làm gì? Thằng Cụi đôi mắt đỏ hoe, mình mẩy toàn bùn đất, hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Nó nhìn Kiều rồi trả lời: Bà chết rồi chị hai ơi, chị về nhà đi. Kiều sửng sốt, cô mở to mắt ra nhìn Cụi rồi ngập ngừng hỏi lại: Em nói cái gì? Bà chết là sao? Thằng Cụi gật đầu, nó tiếp tục mếu máo: Cô Chính nói ba không chịu nhận tội, ba nói ba bị quan rồi đập đầu vô tường tự tử rồi. Người ta kiên xác ba để ở ngoài sân á, chị em mình lên đó đem ba về đi chị. Kiều ngã quỵ xuống đất. Vì thêm một lần nữa cô đón nhận không tin. Toàn thân Kiều run rẩy bởi từng cơn đau quặn thắt, như có ai cầm dao cứa vào da thịt. Thằng Cụi cũng ngồi xuống nếu lấy tay chị, nó luôn miệng giục: mình đi đi chị. Nhưng phải mất một lúc lâu, sau đó Kiều mới có thể hoàn hồn. Cô giục đứng lên toàn lâu đi thì ông bá đã kịp thời bước ra cản lại. Ông nói: đàn bái từ đường mà em định đi đâu, quay trở vô liền. Kiều lúc này quay sang nhìn ông bá, ánh mắt cô chứa đựng biết bao nhiêu nỗi hờn căm. Cô rít lên, giọng vô cùng lạnh lẽo: ba tôi chết rồi, ông còn muốn tôi bái tự đường sao? Ông hứa gì với tôi ông quên rồi hả? Nếu như tôi đồng ý lấy ông thì ông sẽ cứu ba tôi mà, bây giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa. Hay là chính ông đã cố tình đưa ba tôi vào con đường lao lý để thực hiện mục đích của mình. Ông bá nghe xong liền chột dạ, ngay lập tức lắc đầu chối: ừ cực kìa, tôi sao có thể, bởi vì ông không chịu chờ đợi, chưa chi đã nghĩ quẩn. Kiều hét lên cắt ngang lời ông ta: chờ đợi hả? Ông bắt ba tôi chờ đợi trong khi lòng đang mang nỗi nhục không thể nào xóa sạch, vậy tại sao ông không chịu cứu ba tôi ra trước? Mặc dù ông nắm trong tay quyền sinh sát mà, rõ ràng ông muốn bái từ đường với tôi xong rồi ông mới chịu thả ba tôi ra. Ông sợ tôi trốn hả?
là ông cố tình muốn dồn ép tôi tới đường cùng. Ông Bá có lẽ nhận ra Kiều đang chống đối, và ông càng không thể để vuột mất cơ hội chiếm đoạt lấy cô lần này, cho nên gạt ngang đi tất cả, vội vàng chụp lấy tay cô, lôi mạnh vào trong. Kiều ra sức dùng dãy, thằng Cụi thấy vậy cũng xông vào định giải cứu cho chị hai, nhưng bị bọn đầy tớ giữ lại. Cụi hét lên: "Thả chị tôi ra, ông là đồ xấu, đồ đê tiện." Ông Bá nóng mặt và vô cùng tức giận, bởi cũng tại thằng Cụi đã phá hư đại sự của mình, nên vội chỉ tay ra lệnh: "Bắt trói nó lại đánh một trận cho tao, xong rồi để tao giải nó lên trụ sở vì cái tội dám vô nhà tao gây rối." Đám đầy tớ nghe chỉ thị, vội vàng tóm lấy thằng Cụi đánh đập tả tơi. Mặc cho Kiều đang la hét dùng dãy, cố gắng chạy ra để cứu lấy em mình, nhưng không thể. Cô bị ông Bá lôi tuột vào trong nhà, đoạn kéo luôn vô buồng, chứ không thèm bái từ đường gì nữa. Rồi sau đó quay lại căn dặn bà Bá giải tán hết những người thân, không tiệc tùng hay cưới xin chi thêm trộn rộn. Kiều bị ông Bá giày vò suốt một ngày trời, cô đau đớn vật vã, cho tới khi không còn chút sức lực nào để phản kháng thì cô nằm im với một khuôn mặt vô hồn cam chịu. Kiều bất lực khi nhắm mắt lại vẫn còn nhìn thấy cha mình đang nằm ở bên ngoài màn sương màn gió. Đêm đến, ông Bá vì mệt nên cũng lăn đùng ra ngủ. Kiều cố nén đau thương tủi nhục, cô mặc lại quần áo rồi lặng lẽ cậy cửa lẻn đi ra ngoài để tìm thằng Cụi. Vừa mò mẫm ra tới chỗ hành lang thì Kiều bỗng giật mình ngồi thụp xuống nấp sau cái cột nhà. Có hai bóng người đang đi từ hướng ngược lại, là hai nam thanh niên đầy tớ của ông Bá. Họ vừa đi vừa xì xầm to nhỏ: "Thằng nhỏ kia nó chết rồi. Ôi, tụi mình đâu có mạnh tay lắm đâu, tại nó yếu quá thôi. Giờ phải đợi ông chủ dậy mới được. Chắc ông đang bận sung sướng rồi." Một người đáp lời: "Chắc vậy rồi đó. Mà ông chủ này ghê gớm quá, chỉ vì một người con gái bày mưu tính kế công phu thiệt đó. Mướn người đóng kịch vô quan cho người ta xong, rồi đóng vai ân nhân giúp đỡ muốn ép người ta. Dạ lấy má người ta chết quan, giờ tới em trai người ta cũng không chừa. Ơi, đúng là gia đình tan nát cũng bởi cái số kiếp hồng nhan mà." Người kia nói tiếp: "Ăn nhậm gì, cậu Nghĩa đó. Ơi, con trai ổng, ổng còn kiếm cớ đẩy đi tỉnh, sau đó biểu tụi mình giả làm cướp đánh cho què dò. Tại ổng sợ cậu về sẽ phá hư kế hoạch của ổng. Người ta nói hậu dữ còn không nỡ hơn thịt con, vậy mà ổng chỉ vì một đứa con gái ổng bất chấp hết. Đúng thiệt là ghê gớm mà." Hai người vẫn vừa đi vừa tiếp tục xì xầm, sau đó từ từ khuất dạng ở phía cuối dãy hành lang. Kiều nghe thấy hết toàn bộ, lỗ tai cô lùng bùng, muốn òa khóc lên cho thỏa cơn điên dại, nhưng không thể. Vậy hóa ra tất cả mọi chuyện, tất cả những tấn bi kịch đổ xuống gia đình cô đều do một tay ông Bá đứng đằng sau chủ mưu bày ra hết. Kiều loạng choạng bước ra ngoài, toàn thân run lên. Cô muốn lao vào để giết chết ông ta cho hả cơn giận, nhưng không biết vì sao đôi bàn tay lại trở nên lạnh toát khi vẫn còn rất nhiều người đầy tớ đi canh gác giữa đêm. Kiều cứ ngồi một góc đó, cô nghĩ về ba má, nghĩ về em trai, nghĩ về số phận của mình. Rồi đột nhiên đôi mắt của Kiều trở nên dục sáng, ánh mắt đầy căm hận. Cô nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau. Cô thì thầm trong miệng: "Trần Bá, tôi sống không làm được gì ông thì tôi sẽ nguyện rủa ông, cả gia đình ông sao phải chết một cách thê thảm. Ông hãy chờ đó." Dứt lời, Kiều lại phá cửa, lần từng bước ra ngoài. Cô đi dư chạy trên con đường mòn heo hút tăm tối, ra tới tận ngoài cánh rừng tràm
không thuộc về làng Bến Nữ. Kiều đến gõ cửa nhà một người đàn bà có gương mặt âm u, mái tóc bạc trắng, hai bờ môi khô khốc thâm sì. Bà ta chống gậy đi ra ngoài nhìn Kiều, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can cô. Đoạn mỉm cười khẽ nói: Cô tới đây tìm tôi có việc gì? Kiều đầu tóc rũ rượi, trên người vẫn mặc nguyên bộ áo dài du quy, mồ hôi ướt đẫm. Cô thều thào nhưng ánh mắt kiên định: Tôi muốn trả thù. Người đàn bà mỉm cười, làn da nhăn nheo tựa như phù thủy. Bà ta cất giọng: Được, nếu cô muốn. Những tưởng Kiều đã quyết định trốn chạy, chờ đợi thời cơ để quay lại báo thù. Nhưng ở trong dinh thự của ông bá, mới sáng ra, mọi người đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh kêu lên vang động. Bà bá còn đang ngủ ngon giấc ở trong buồng, liền lầm cồm ngồi dậy, vừa sửa soạn bước ra, vừa lèm bèm nói: Có chuyện gì không biết nữa, mấy cái đứa này bộ muốn chết hay sao đó. Bà vừa bước ra cửa thì ngay lập tức có một đứa đầy tớ đã vội vã chạy tới, miệng thở hồng hộc. Nó đứt quãng thông báo: Bà ơi, có chuyện rồi, bà mau ra coi. Chuyện gì? Dạ, có người chết. Bà bá điến hồn, khuôn mặt xám xịt, miệng lắp bắp: Cái gì? Mày nói sao? Có người chết hả? Mà ai chết? Thằng đầy tớ mặt mày lúc này cũng xanh xao, giọng nó run run: Dạ là cô Kiều, cái cô gái hôm qua mà ông chủ bái từ đường. Bà bá lại một lần nữa hoảng loạn, liền biểu thằng đầy tớ đưa bà ra đó. Giờ tới nơi, bà bá đã nhìn thấy có cả chục đứa người làm đang đứng tập trung, tay thì chỉ trỏ, còn miệng thì liên tục xì xầm. Bà giúp việc thân cận nhất trong nhà vừa nhìn thấy đã vội vàng chạy tới nếu lấy tay chủ kéo ra, vừa đi vừa nói: Nè mấy đứa, tránh ra hết coi, bà chủ tới rồi. Bà bá được bà giúp việc lâu năm tên Hòa dẫn ra cửa lớn. Bà ngước mắt lên nhìn thì liền thất kinh suýt ngất, bởi bà nhìn thấy Kiều đang treo cổ lủng lẳng ở chính giữa xà nhà. Khuôn mặt cô tím tái, hai mắt thì to, mở trợn trừng nhìn thẳng vào bên trong gian từ đường. Tuy chết rồi, nhưng ánh mắt ấy vẫn như mang theo cả một luồng sát khí vô cùng sâu đậm. Bà bá tay run rẩy chỉ lên xác của Kiều rồi lắp bắp: Tại sao nó lại? Bà Hòa có lẽ do lúc này cũng đã dần bình ổn, mới nhìn chủ mình lên tiếng: Dạ tôi không biết nữa, hồi sáng tôi dậy sớm ra mở cửa thì thấy nó như vậy rồi đó thưa bà chủ. Bà bá sực nhớ ra chồng mình, liền lật đật chạy vô trong buồng. Nhìn thấy ông ta vẫn còn đang nằm ngủ, mền gối thì lộn xộn, bà vội vàng lao tới dựng đầu ông ta: Dậy đi, nhà có chuyện rồi mà ông còn ngủ được hả? Ông bá giật mình tỉnh giấc, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị vợ kéo giật ngược ra ngoài. Và cũng như bà, ông bá khi nhìn thấy xác của Kiều đang treo lủng lẳng ở trên cao thì cũng thất kinh hồn vía, miệng lắp bắp run run: Trời ơi, tại sao nó lại? Chuyện này tôi phải hỏi ông mới đúng đó. Tối hôm qua ông ở cùng với nó mà. Ông đã làm cái gì hả? Ông bá lắc đầu, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán, nói không tròn câu: Tôi đâu có biết đâu, tôi chỉ xong rồi đi ngủ chứ có làm gì nó đâu. Bà bá dậm chân kêu trời, thái độ mất bình tĩnh,
cho tới khi bị ông bá nạt ngang. Vì có vẻ như lúc này ông ta cũng đã định thần lại được. Bà có im đi không hả? Dù sao thì cũng là do nó tự tìm cái chết thôi, không liên quan tới nhà mình thì bà lo cái gì? Mau kêu tụi nó gỡ cái xác xuống đi. Bộ tính để đó cho người ta đi qua đi lại, người ta nhìn chơi hay gì? Bà Hòa vốn ở lâu nên biết tánh ý ông chủ, liền sai mấy thằng đầy tớ gỡ xác của Kiều xuống. Tụi nó nhận lệnh, nhưng đứa nào đứa nấy đều run, cố gắng nén sợ để trèo lên cắt dây, rồi sau đó mới hạ thi thể của Kiều để nằm dài trên đất. Một thằng đầy tớ lúc này mới nhớ ra, liền bước lên nói nhỏ vào tai ông bá. Ông chủ à, thằng nhỏ hôm qua là em trai của ông Kiều đó, nó cũng chết rồi. Đem hai đứa nó chôn chung luôn đi, lựa chỗ nào xa xa mà chôn. Thằng đầy tớ gật đầu cái rụp, vội vã quay lại nói với mấy thằng kia, rồi cả đám hè nhau xốc thi thể của Kiều lên đem đi đâu mất dạng. Bà bá lúc này mới kéo tay chồng, giọng vẫn còn run rẩy. Nè, nó chết trong nhà mình vậy, liệu tôi với ông có bị... Khuôn mặt ông bá vẫn bình thản. Bà quên tôi là ai rồi sao? Có chuyện gì mà tôi không giải quyết được? Còn điều bà cần làm đó là coi căn dặn mấy đứa ở trong nhà. Nếu đứa nào mà bếp xếp chuyện gì ra ngoài thì hậu quả nhận lãnh không hề nhẹ đâu đó. Bà bá gật đầu lia lịa, vì bây giờ chỉ còn biết trông cậy hết vào chồng thôi, chứ còn bà thì đâu thể giải quyết được gì. Sự việc tưởng chừng như sẽ yên ổn sau khi chôn xác hai chị em của Kiều, nhưng không. Vì ngay trong đêm đó, đêm thứ nhất, trong căn dinh thự rộng lớn nhà ông Trần Bá, không khí lạnh lẽo bao trùm lên hết tất cả mọi vật ở xung quanh. Từng trận cuồng phong nhỏ nổi lên, cuốn theo mấy đám lá khô kêu lên xào xạc. Bà bá không dám bước ra ngoài, vì cứ đi ngang cửa lớn là bà lại tưởng tượng ra cái cảnh thi thể của Kiều đang treo mình lủng lẳng. Bà ta ngồi im thinh thích ở trên giường, tay bó gối ngó nhìn chồng đang thư giãn uống trà, mà trong bụng cũng giận lắm, nhưng không hề dám hé răng. Đột nhiên cánh cửa sổ ở bên hông buồng bật mở, gió lớn thổi vào hất tung chiếc khăn trải bàn, làm ly trà rớt bể. Bà bá giật mình hét lên, làm cho ông bá cũng giật mình theo. Ông ta quay sang nhìn bà trừng mắt. Bà làm cái gì vậy? Tự nhiên la hét. Tại tôi. Ông bá thở mạnh một cái như cố nén giận, rồi khom người xuống nhặt lấy những mảnh vỡ của cái ly trà đang nằm ngổn ngang. Bỗng có một bóng người áo đỏ vừa lướt xẹt ngang qua cửa sổ. Bà bá vô tình nhìn thấy, lại tiếp tục hét lên, miệng đánh bột cạp nói không trọn câu. Ông ơi. Ông bá lúc này giống vậy, quay sang cáo gắt. Ơi, chuyện gì nữa? Bà bị bệnh hả? Không phải, tôi vừa nhìn thấy hình như có ai đó ngoài cửa sổ. Ơi, thì mấy đứa người làm nó còn thức, ngày nào nó không đi lanh quanh, bà bị cái gì sao? Nhưng bà bá lại lắc đầu, mồ hôi túa ra ướt nhẹp, vì bà dự cảm có chuyện gì đó không được bình thường. Bà lại lắp bắp nói. Ông ra đóng cửa sổ đi. Ông bá thì không mảy may, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ung dung tiến lại gần cửa sổ. Nhưng khi vừa định thò tay ra kéo cái cửa sổ thì bỗng có một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện. Khuôn mặt tím tái, hai hốc mắt trũng sâu nhìn ông, miệng đang hé ra cười. Ông bá hoảng hồn bật lùi trở lại, vì ông nhận ra đó chính là khuôn mặt của Kiều. Lúc này thì cũng tới lượt của ông hét lên, miệng lắp bắp nói không thành lời. Bà bá cũng nhìn thấy cảnh đó, nhưng vì sợ quá mà miệng lại cứ bị dán keo
không nói được gì. Kiều đang đứng ở bên ngoài trong bộ áo dài màu đỏ. Cô cười quỷ dị nhìn hai vợ chồng Trần Bá bằng một ánh mắt đầy oán hận. Ông Bá trán rịn ra mồ hôi, toàn thân run rẩy, nhưng còn chưa biết phải đối phó thế nào thì Kiều lại đột nhiên biến mất. Bà Bá thở hơi lên rồi mới dần bình ổn. Bà ấp úng nói trong cổ họng: "Trời ơi, đúng là nó rồi, nó về rồi ông ơi." Ông Bá cũng vô thức gật đầu, vì tính ra ông đâu phải bị mù đâu mà không nhìn thấy. Bà Bá lại tiếp tục run run: "Giận sao ông? Bình tĩnh đi, có thể là mình bị hoa mắt thôi, chứ nó mới chết hôm qua thì sao mà dìa được nhanh như vậy chứ. Không lẽ tôi với ông đều bị hoa mắt hả? Thấy có vô lý không?" Ông Bá đang mở miệng vừa định trả lời thì cánh cửa sổ đột nhiên đóng sầm lại, nghe một cái rầm. Hai vợ chồng giật bắn mình, không ai biểu ai, tự dưng nhảy vào ôm chầm lấy nhau. Bà Bá mặt cắt không còn giọt máu: Trời ơi, nó muốn giết mình hay sao?" Ông Bá lúc này không nói cứng nữa, vội vã thò chân bước xuống giường, tiến lại gần chiếc tủ gỗ. Ông ta lấy ra một bức tượng Phật Quan Âm, sau đó nhanh chóng trèo lại lên giường, rồi đặt bức tượng ra ngoài, kéo mền trùm kín mít. Hai vợ chồng đêm đó nằm ôm nhau nhưng đâu có ngủ được, tâm trạng sợ hãi cứ vậy thao thức hoài cho tới tận khi trời gần sáng. Không chịu nổi nữa thì mới thiếp đi khi nào không hay. Đến khi tỉnh giấc thì trời cũng đã xế trưa. Bà Bá uể oải ngồi dậy, có lẽ vì mệt nên cũng tạm thời quên bẵng đi chuyện tối hôm qua. Bà ta bình thản ngồi dậy rửa mặt, chuẩn bị quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài, định bụng là sẽ đi xuống bếp kêu mấy người đầy tớ dọn cơm vì trời cũng đã trưa rồi. Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa thì bà Hòa đã đứng ở bên ngoài đợi sẵn. Bà ta vừa nhìn thấy chủ liền vội vàng nói: "Bà chủ, tụi tôi đợi ông bà từ sáng giờ, có chuyện rồi bà chủ ơi." "Có chuyện gì?" "Dạ, thằng Tam với thằng Tứ nó chết rồi." "Trời đất, sao mà chết? Chết hồi nào?" "Dạ tôi không biết, mới sáng ra tôi đi ra ngoài sau mở cửa thì thấy hai đứa đó nằm chết trên nền đất ngay cạnh cái giếng, mình mấy máu mẹ be bét, thấy ghê lắm." Bà Bá thất kinh liền vội vã chạy trở vô buồng đánh thức chồng, rồi theo chân bà Hòa đi ra sau nhà thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh dị. Hai thằng đầy tớ đang nằm ngửa dưới đất, đầu bị móp méo, máu tuôn chảy thành dòng, hai mắt lồi ra ngoài như bị ai đó moi móc, miệng cũng rách toạc. Ở dưới thân người, từng chỗ thịt da bị cắt xén, giống như bị một con gì đó cào cấu cho tới chết. Ông Bá mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn vì nhận ra hai thằng này là hai cái thằng hôm trước mà ông đã sai tụi nó đánh chết thằng Cụi. Cũng là hai thằng này đã theo lệnh ông ta đem xác của chị em Kiều đi chôn đây mà. Còn chưa hết bàng hoàng thì bà Bá đột nhiên thét lên: "Con Kiều, là con Kiều." Ông Bá xoay qua nhìn bà, thấy đôi mắt của bà cứ lồm lồm nhìn ra ngoài mảnh vườn ở phía xa. Ông hỏi: "Bà nói cái gì vậy?" Khuôn mặt bà Bá trắng bệch, rung rung ngón tay chỉ ra, miệng lắp bắp: Tôi vừa thấy con Kiều, nó ở ngoài vườn đó." Ông Bá đang chưa biết phải xử lý về chuyện người làm đột nhiên bị nạn ra sao thì nghe vợ nói vậy nên đâm ra nổi quạo. Ông ta nạt ngang: "Bà có thôi đi không hả? Biết bây giờ là giữa trưa không? Thấy cái gì mà thấy?" Tôi nói thiệt mà, tôi vừa nhìn thấy nó mặc cái áo dài màu đỏ." Ông Bá nghe tới đây thì tự nhiên lại nổi hết gai ốc, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh.
ông làm ra điệu bộ điềm nhiên, hất hàm nói với bà Hòa. Bà dẫn bà vô trong nhà nghỉ đi, tinh thần của bà đang không ổn đó, đứng đây trộn rộn quá, để tôi còn giải quyết công việc. Bà Hòa gật đầu vâng dạ, liền vội vã níu lấy cánh tay của bà bá kéo vào, vừa đi vừa nhẹ giọng trấn an. Ông bá đến suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì giải quyết bằng cách đi lên trụ sở báo án. Ông ta nói rằng tối qua ở trong nhà có trộm, bọn trộm đã đánh chết hai người đầy tớ đang canh gác, cũng may nhà không mất mát gì. Tất nhiên là ở trên cũng gật đầu rồi tiếp nhận cho qua thôi, bởi ông bá quyền cao chức trọng. Còn hai người đầy tớ kia chỉ là phường vô danh tiểu tốt, vốn không đáng để bận tâm. Cũng cần phải nói thêm là ở vào thời đó, pháp luật còn lỏng lẻo, chưa được sát sao hay nghiêm ngặt giống như bây giờ. Ông bá thở vào nhẹ nhõm, sau đó về nhà. Nhìn thấy bà bá đang ngồi co ro trên giường, quấn mền kín mít nửa người, khuôn mặt xanh xao, cho nên ông ta liền bước tới gần. Bà sao vậy? Không khỏe hả? Bà bá đột nhiên chụp lấy cánh tay chồng rồi nói. Mình đi trước thằng Nghĩa về đi ông, cho nhà cửa ấm cúng, chứ tôi sợ. Rước cái gì mà rước? Nó đang bị thương nằm ở trên, chưa có khỏe, thì trước nó về làm gì? Ở trên tỉnh á, người ta có bác sĩ giỏi chăm sóc cho nó, chứ về nhà bà có lo được không? Còn ở nhà đâu có thiếu người làm, bà sợ cái gì mà không có ấm cúng hả? Bà bá đâu biết rằng chồng mình cương quyết phản đối như vậy, bởi vì ông ta sợ nếu Nghĩa về thì không biết phải ăn nói với anh như thế nào. Giá như Kiều không chết, chẳng thà cô làm vợ lẽ của ông thì ông còn dễ nói chuyện hơn. Chứ bây giờ mọi chuyện rối ren, để Nghĩa mà về chất vấn lại càng thêm mệt mỏi. Đêm thứ hai, cả ông bà bá đều không ai dám bước ra khỏi căn buồng. Họ còn ra lệnh cho đám đầy tớ cũng không được ngủ, phải thức thầy phiền nhau lo đi tuần canh trong căn dinh thự. Bà bá ngồi co ro một góc, không biết suy nghĩ gì, lại đột nhiên thở hắt ra, nhìn chồng rồi trách móc. Cũng tại ông đó, đang yên đang lành tự nhiên sinh tật, có vợ bé vợ mòn chi. Ông bá đang ngồi trên bàn kéo thuốc gò, nghe vậy liền quắc mắt nói. Ai cho bà cái gan dám xỉa xói tôi vậy? Tôi làm gì đó là chuyện của tôi, không có tới phiền bà lên tiếng. Bà bá bị chồng nạt thì chỉ biết im lặng, mặc dù trong lòng rất uất ức nhưng vẫn không dám hé răng, bởi vẫn sợ cái uy của chồng. Ông bá nói xong thì lại quay ra, đang định bưng ly trà uống cho hạ quả thì đột nhiên ngoài cửa sổ lại vang lên một chuỗi âm thanh có két. Cái âm thanh vô cùng lạnh lẽo, hòa vào trong gió rét buốt của buổi đêm, nghe thật giống như tiếng của âm hồn. Ông bá giật nảy mình, đôi mắt ngó nhìn ra thì thấy cái thân ảnh của Kiều đang đứng ở bên ngoài nhoẻn miệng cười. Ông ta hét lên, vội phóng như bay lên giường, chụp lấy bức tượng Quan Âm ôm chặt. Miệng đánh bò cạp nhưng ông ta vẫn chửi. Cút đi con quỷ cái, mày chết rồi á thì yên phận đi, còn muốn làm cái gì nữa chứ hả? Bà bá cũng nhìn thấy, mặt mày xanh như tàu lá, miệng run run nói trong cổ họng. Ông làm cái gì đi? Nhưng ông ta ngoài sợ hãi chỉ biết bấu víu vào bức tượng Quan Âm thôi, chứ biết làm gì khác hơn đâu. Kiều đang đứng ở bên ngoài với bộ áo dài màu đỏ, khuôn mặt cô tím tái, bờ môi trắng nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười quỷ dị nhìn vợ chồng ông bá, sau đó lại đột nhiên biến mất giữa màn đêm. Cánh cửa sổ cũng từ từ đóng lại, còn mang theo cả âm thanh có két lạnh lẽo đến sợ người. Ông bá nuốt nước miếng, mồ hôi rịn ra ướt nhẹp, không dám hó hé. Cho tới khi ở bên ngoài hoàn toàn im ắng, gió cũng ngừng thổi, thì ông ta mới chậm rãi ôm theo bức tượng Quan Âm đi ra hướng cửa sổ.
không thấy có gì bất thường nữa, mới nhẹ thở phào. Nhưng nét mệt mỏi vẫn không thể nào che giấu trên gương mặt ông. Họ lại ôm nhau nằm trên giường cho tới sáng. Nhưng bà bá có lẽ vì quá sợ hãi nên không ngủ được. Bà ta đợi cho gà gáy, mới lờ mờ sương đã mở cửa đi ra ngoài. Rồi lại gặp bà Hòa, vẫn như hôm qua, kèm theo một thông tin vô cùng sốc. Bà chủ à, lại có người chết nữa rồi thưa bà chủ. Bà bá không hốt hoảng nữa, chỉ hít một hơi thật sâu. Đoạn bà điềm tĩnh nói. Là ai? Dạ là con Mận với mấy người giữ lúa. Bà bá quay ngoắt bỏ vô trong buồng, nhìn ông chồng mình mà nói. Nghiệp ông gây ra, ông đi giải quyết đi. Tôi không ở nhà này nữa, tôi về biệt thự ở với bà má tôi. Bà mà bước ra khỏi nhà một bước là tôi cưa bỏ hết hai cái chân của bà đó, liệu hồn cho tôi. Là tại ông hết. Chuyện của ông làm, bây giờ bắt tôi phải lãnh chung là sao hả? Tôi đã nói rồi, đã cản rồi, ông đâu có chịu nghe. Ông một hai muốn làm theo ý mình. Bà im đi, khôn hồn thì ở yên trong nhà cho tôi. Tôi mà biết bà đi đâu, bà đừng có trách. Ông bá nói xong, mặt hầm hầm bỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại, để mặc cho bà vợ già ngồi ở trong buồng khóc lóc. Có lẽ vì bà sợ hãi tới mức độ không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Bà Hòa dắt ông bá ra sau nhà, chỉ chỗ người chết thì vẫn là cái chỗ sáng hôm qua mà hai thằng Tam thằng Tứ vừa tử nạn. Ông bá nhìn vào mấy cái xác, không khó để nhận ra con Mận chính là cái đứa mà ông ta đã sai biểu nó dàn cảnh dù quan đổ tội cho ông hai. Còn mấy thằng thanh niên kia cũng thuộc nhóm người đã đánh đập ông hai rồi trói gô dẫn giải về nhà. Ông bá không dám nhìn kỹ bởi tình trạng xác chết trông rất thê thảm. Đầu bị móp, miệng bị rách tới mang tai, mắt rớt hẳn tròng ra ngoài. Còn cả toàn thân dưới thì bị cào cho rách nát tới độ mất rất nhiều mảng da thịt, máu cũng tuôn chảy thành dòng. Ông bá mắt nhắm nghiền, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh, rồi quay sang nói với hai thằng đầy tớ còn lại trong nhà. Coi đào hố chôn hết tụi nó đi, càng sớm càng tốt. Hai thằng này thì nhát, bản tánh là hiền lành nên ít khi được ông bá sai biểu việc riêng. Tụi nó chỉ là coi sóc công chuyện ở trong nhà, nhưng mà bây giờ ông bá đã không còn ai trông cậy. Tụi nó buộc lòng phải làm, chứ nếu không thì sẽ bị đuổi đi mà không có một đồng xu nào dính túi. Đêm thứ ba, ông bá đã cẩn thận gài chặt cửa sổ, còn dán thêm lá bùa bên ngoài. Rồi hai vợ chồng trèo lên giường nằm ôm nhau quấn mền kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu. Bà thúc thích. Liệu nó có tới nữa không ông? Tôi sợ quá. Ông bá có lẽ lúc này bên cạnh chỉ còn có mỗi vợ là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cho nên cũng thôi không cộc cằn nữa mà cố gắng nhỏ giọng trấn an. Không sao đâu, tôi chốt cửa chặt lắm rồi, nó không có vào được đâu. Nhưng vừa dứt lời thì ông ta bỗng giật mình khi ở phía trên trần nhà lại bất ngờ phát ra một giọng cười lanh lảnh. Ông bá theo phản xạ nhìn lên thì hồn vía lúc này cũng bay sạch đi đâu mất, bởi vì ông thấy Kiều đang treo cổ lủng lẳng ở trên cây xà nhà. Cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ thẫm, mái tóc xõa ra rối bời, khuôn mặt tím tái, hai con mắt trắng giả đang chớp liên tục. Kiều đang treo mình đung đưa, bờ môi nhợt nhạt mấp máy, lúc này mới phát ra những âm thanh lạnh lẽo. Ông bà bá kinh hãi đến mức như muốn á khẩu, quai hàm cứng như đá, không nói được một câu mà chỉ biết ú ớ.
Kiều đột nhiên lại ré lên một tiếng. Cô đu bám cả hai chân lên trần nhà, rồi bò cả bằng tứ chi. Kiều bò qua bò lại, ánh mắt rực lên một vệt sáng màu xanh lục như loài mèo hoang trong đêm tối. Bà bá lúc này lý trí bỗng trỗi dậy, vội chồm người ra, lắp bắp nói: "Cô Kiều à, tôi đâu có làm hại gì cô đâu. Là ổng, xin cô làm ơn thả cho tôi đi, cô Kiều à." Ông bá không nghĩ rằng vợ mình lại càng tàu ráo máng, trong lòng cũng giận lắm, nhưng không nói được lời nào. Kiều lúc này đột nhiên xạ xuống, cô treo mình lơ lửng, đôi mắt quắc lên như loài linh miêu. Kiều lập tức lao nhanh ra cửa sổ. Ông bá lúc này mới nhìn lại, thì không hiểu sao cánh cửa đang mở toang. Mặc dù giờ nãy ông đã rõ ràng đóng kín rồi. Hai vợ chồng lại lò dò bước xuống giường, khi chắc chắn là Kiều đi thật rồi. Ông bá bỏ qua chuyện vợ mình sợ chết, lúc này mới trầm giọng lên tiếng: "Phải đi tìm thầy thôi, con này nó thành quỷ rồi." "Đúng rồi, đáng lẽ ông nên nghĩ tới chuyện này ngay từ đầu thì hay hơn." Ngày hôm sau, ông bá rời khỏi nhà từ sớm, tới tận chiều thì mới dẫn theo một người đàn ông trung tuổi về gặp vợ mình. Người đàn ông tự xưng là thầy Ba ở núi Cấm. Sau một hồi trò chuyện, thầy đi dạo một vòng xung quanh. Đoạn ông lắc đầu trầm giọng và bảo rằng ngôi nhà này oán khí ngút trời. "Có phải người đó khi chết mặc áo màu đỏ không?" "Dạ đúng rồi thầy, nó mặc áo dài đỏ. Thường thì người chết chưa qua 49 ngày sẽ không thể trở về, vì linh hồn chưa đủ tinh phách. Còn trường hợp này, vừa chết một ngày đã quá quỷ, lại còn có thể xuất hiện giữa thành thiền bạch nhật, thì chắc chắn cô ta có sự trợ giúp của tà thuật. Một loại tà thuật có tên là hung thi hoàng hồn." "Là sao hả thầy?" "Cô ta lúc chết mặc áo đỏ, cộng với nỗi uất hận mang theo, biến thành quán khí, đủ nuôi dưỡng linh hồn trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, dù chỉ mới chết được một ngày, cô ta vẫn có thể được nhập hồn vào lại thân xác của chính mình, nhờ vào thứ tà thuật của kẻ nào đó đã giúp đỡ cho cô ta hóa thành hung thi vô cùng nguy hiểm." Ông bá nghe xong thì toàn thân bắt đầu rung lên lẩy bẩy, giọng lạc đi: "Có cách nào hóa giải không thầy?" "Tôi thật sự xin lỗi khi phải nói rằng đây là cái nghiệp của nhà ông. Quán khí này do chính nhà ông tạo ra, tôi cũng không có cách giải nữa. Và ông cũng đừng có cầu mong ai khác hóa giải, bởi vì cái loại tà thuật này đó, nó xuất xứ từ vùng đất chết." Ông bá ngồi vật xuống, khuôn mặt đờ đẫn như pho tượng, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Nét sợ hãi hiện rõ như kẻ sắp đi vào cửa tử. Thầy Ba thép dậy, từ tốn trấn an: "Tuy nhiên, tôi cũng có thể giúp cho nhà ông tạm thời tránh được cơn tai kiếp, nhưng mà chỉ là hóa giải phần nào thôi, tùy vào mức độ thành tâm của nhà ông nữa." Ông bá lúc này mới tỉnh hồn, như một người chết đuối sắp vớ được chiếc phao, liền quỳ thụp xuống, vái lại nhìn thầy Ba: "Thầy à, tôi xin thầy giúp đỡ tôi đi, miễn sao vợ chồng con cái được yên ổn, muốn tôi làm gì cũng được hết á." Thầy Ba thở dài, vuốt lại chòm râu bâng quơ nói: "Hay à, nhân quả báo ứng, xưa nay mấy ai tránh khỏi. Biết vậy thì nên giữ cái lòng cho tốt, chớ có nên gây nghiệp." Ông bá vô thức gật đầu, có lẽ cũng nhận ra một chút gì đó ân hận khi đã ba lần đối diện với oán vong của Kiều. Cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm đầu đó, nhưng vì bản tính ngang tàng xưa nay
cho nên ông ta cố gắng nói cứng, tự lừa dối chính mình. Vậy giờ phải làm sao hả thầy? Lập linh đường cho tôi ngay bây giờ. Bà bá lúc này lên tiếng thắc mắc hỏi thầy bà. Linh đường, ý của thầy là lập linh đường cho? Thầy ba gật đầu. Đúng vậy đó, bây giờ phải lập linh đường cho cô ta, dùng hương hóa và lòng thành tâm, hy vọng hóa giải được phần nào thôi. Nhưng mà ông bà phải cố gắng thành tâm, cố gắng cho tới khi cái hùng thi kia tới ngày phân quỷ. Thật ra nó chỉ mạnh lúc cơ thể còn đó thôi, một thời gian sau thì cũng như những vong hồn bình thường khác. Thầy ba nói tới đây thì bỗng dưng dừng lại. Thầy đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối đen ở bên ngoài. Đoạn thầy tiếp. Nhưng dù là gì thì cũng là nghiệp chướng do nhà ông bà gây ra. Lành hay dữ tùy vào căn số. Tôi không có thể quản, chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi. Ông bá gật đầu lia lịa, nói lời cảm ơn thầy ba rối rít. Rồi sau đó quay qua biểu bà bá lo đi chuẩn bị linh đường. Thầy ba cũng ở lại giúp cho hai vợ chồng ông bá bày biện lễ vật. Một linh đường trang nghiêm được dựng lên, cùng với đầy đủ các thứ để cúng bái, kèm theo nhang khói rợp trời. Thầy ba đứng trước linh đường khấn nguyện. Giọng của thầy vang lên râm ran trầm bổng, men theo gió đưa ra ngoài khoảng không gian âm u. Hỡi quan dòng, hỡi thiện nữ, ta nhân danh nhà Phật tới đây để hóa giải nghiệp chướng. Quan quan tượng báo bao giờ mới ngộ? Nếu cô có nghe thấy lời ta thì hãy mở giác nhân, khai tâm lành, dừng lòng oán hận mà theo Phật về cõi thiện sanh, sớm ngày siêu thoát. Nhưng thầy ba còn chưa kịp nói xong thì một trận cuồng phong lập tức nổi lên. Gió lớn cuốn theo mấy đám lá khô tung bay mù mịt ở bên ngoài. Cánh cửa chính đập mạnh vào vách tường, nghe bồm bốp. Sau đó, một thân ảnh đỏ lồm bất ngờ xuất hiện. Kiều trong bộ dáng quỷ dị, hai tròng mắt xanh lè quắc lên nhìn thầy ba. Vô nghĩa, tôi đã nói rồi, tôi sống không làm gì được ông ta thì tôi sẽ dùng thân xác tôi để chết, khi chết để bắt ông ta phải trả nợ máu. Thầy ba có chút hoảng loạn, có lẽ biết là một chuyện, nhưng thầy vẫn không ngờ Kiều lại mang theo một luồng sát khí lớn tới như vậy. Nhưng thầy cũng rất nhanh chóng định thần. Thầy hướng đôi mắt nhìn ra thân ảnh của Kiều, trầm giọng mà nói: cô nên quay đầu hướng thiện, còn nếu tiếp tục trầm luân vào lòng oán hận thì sẽ bị đày vào nghiệp quỷ, khó có thể siêu sinh. Tôi không phải đang giúp cho những người gây nghiệp sanh tâm ác đâu, mà tôi chỉ muốn giúp cho những quan dòng biết sổ bỏ chấp niệm để tìm về nẻo thiện lương. Im đi. Những lời kinh Phật ấy ông nên dành cho những con người khốn nạn kia thì hơn. Tôi đã muốn trả thù thì không tiếc, dù cho có sa vào con đường ngạ quỷ tôi cũng không cần siêu thoát. Ông nên biết điều biến đi, trước khi tôi còn nhớ được lý trí. Thầy ba biết quán khí của Kiều lúc này đã quá mạnh, cơ bản không thể dập tắt. Thầy đành lắc đầu thở dài, hai tay chắp vào nhau mà nói: nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Xin lỗi, nghiệp này tôi không thể giải, hai người bảo trọng. Vừa dứt lời, thầy ba lập tức bước ra cửa chính, rời khỏi căn nhà. Vợ chồng ông bá cũng vô cùng sợ hãi, liền gọi với theo. Nhưng khi họ vừa dậm bước định đuổi theo thầy thì liền đứng sững lại, rồi thụt lùi quay trở vào bên trong. Bởi Kiều đang án ngự, cô nhếch mép nhìn vợ chồng Trần Bá, rít lên một tầng âm cao vút: đáng lý ra tôi còn định tha cho các người, giữ cái mạng lại vài bữa. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, các người nên sớm xuống địa ngục đi.
Kiều cười lạnh. Cô hất cánh tay tạo ra một trận cuồng phong nhỏ, làm đổ sập linh đường. Bàn lễ rơi tung tóe. Kiều cũng từ từ bay bổng lên cao, hai bàn tay xòe ra với 10 móng vuốt đen ngòm sắc nhọn, giống như quỷ dữ. Cô bất ngờ sà xuống, nhắm về phía vợ chồng Trần Bá với một khuôn mặt hằn lên vẻ oán thù đến tận xương tủy. Vào giây phút hai vợ chồng ông Bá đã cận kề cái chết thì Nghĩa lại đột nhiên xuất hiện. Anh lao vào nhà quỳ gối xuống đất, cất giọng cầu xin. Kiều ơi, xin em hãy để cho ba má anh được sống được không em? Mặc dù họ đáng chết, cậu Hòa đã viết thư cho anh và kể hết tất cả rồi. Anh cố gắng về đây. Anh biết tội nghiệp mà họ gây ra cho gia đình em quá lớn. Anh không mong em tha thứ, chỉ xin em, nếu có thể, hãy để anh chết thay cho họ, được không Kiều? Kiều quay phắt lại, hai tròng mắt biến đổi thành đen tuyền. Nhưng có lẽ cái tâm quỷ trong cô bây giờ đã hoàn toàn chế ngự hết tất cả. Vì khi nhìn thấy người mình yêu mà Kiều vẫn không hề mảy may rung động. Ánh mắt của cô lúc này chỉ có oán thù che lấp. Kiều cười lạnh lùng, cất giọng nói xa xăm. Muộn rồi, tôi đã nói ngày tôi quay trở lại chính là ngày đền mạng của cả nhà các người. Vừa dứt lời, Kiều liền lao vào bó chặt lấy cổ của hai vợ chồng ông Bá, mỗi tay một người, rồi siết chặt. Khuôn mặt cô nổi đầy những sợi gân máu đỏ tươi len lỏi như những con rắn đang bò ẩn hiện bên dưới lớp da. Vợ chồng ông Bá chỉ kịp giãy giụa được vài giây, sau đó cả thân người đều buông lỏng, hai mắt trợn trừng. Kiều từ từ đứng dậy, cô nhếch mép di chuyển dần về phía Nghĩa, khuôn mặt lạnh băng mang theo một nụ cười nặng luồng sát khí. Nghĩa ngã bật ra sau vì sợ hãi, anh lắp bắp. Kiều, em định làm gì? Kiều không trả lời. Có lẽ giờ đây thân xác cô đã hoàn toàn mang tâm tính của loài quỷ dữ. Chỉ tiến về phía Nghĩa, đưa 10 móng vuốt ra như sẵn sàng để tấn công. Bỗng nhiên bầu trời kéo mây đen dần dũ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng luồng không khí như sắp sửa bão giông đang bao trùm xuống. Một ánh chớp lóe lên làm cho Kiều hoảng sợ, liền vội vã thu tay lao vút ra bên ngoài hòng trốn chạy. Nhưng tà ma yêu đạo thì muôn đời không thể thoát khỏi được lưới trời, dù bất kể lý do nào. Kiều bị một tia sét giáng xuống trúng ngay đỉnh đầu, khói đen bốc ra từng cuộn. Nghĩa chỉ kịp nghe thấy giữa màn đêm tiếng hét của Kiều vang lên lồng lộng, rồi sau đó im bặt. Ở bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng đợt trút xuống liên hồi như để xóa đi tất cả những nỗi đau thương của từng con người ở trong cõi nhân gian này. Nghĩa quay đầu nhìn xác cha mẹ, rồi lại quay ra ngoài tìm kiếm bóng hình của Kiều. Anh cũng không biết nên khóc cho ai, không biết phải làm gì, mà chỉ biết đứng yên lặng tại chỗ. Ở bên ngoài lúc này, bầu trời vẫn đang nổi cơn cuồng phong. Sau đó, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Oán Tình Nghiệt Ngã, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.